Như thông tin đã đưa, vào hồi đầu tháng 6 năm nay, hãng Toyota tung ra phiên bản đặc biệt mang tên 60th Anniversary của hàng loạt mẫu xe tại thị trường Thái Lan. Những phiên bản đặc biệt này ra đời nhằm kỷ niệm 60 thành lập của Toyota Thái Lan. Trong số những mẫu xe được bổ sung phiên bản kỷ niệm 60, có cả SUV hạng trung Toyota Fortuner. Phiên bản 60th Anniversary được phát triển dựa trên Toyota Fortuner Legender. So với phiên bản đặc biệt của những mẫu xe khác, Toyota Fortuner Legender kỷ niệm 60 có số lượng sản xuất giới hạn hơn, chỉ 520 chiếc. Cũng như phiên bản đặc biệt của các mẫu xe như Camry, Yaris hay Corolla Cross, Toyota Fortuner Legender kỷ niệm 60 chủ yếu được sơn màu trắng. Ngoài ra, còn một số ít sẽ được dán đề can màu xám xi măng mang tên Laminated Grey. Trên thực tế, mỗi showroom của hãng ở Thái Lan sẽ chỉ có đúng một chiếc Toyota Fortuner Legender kỷ niệm 60 màu xám xi măng. Ngoài màu xám xi măng, Toyota Fortuner Legender kỷ niệm 60 còn có một số chi tiết ngoại thất dành riêng cho phiên bản đặc biệt, như tem chữ nổi Fortuner màu đen trên nắp capo. Trong khi đó, trên cửa cốp sau xuất hiện những tem chữ nổi màu đen khác như 2.8, Legender và Sigma 4. Tiếp đến là logo kỷ niệm 60 trên chắn bùn trước và kính sau. Các cột và nóc của xe đều được sơn màu đen, mang đến bộ cánh ngoại thất hai màu cho mẫu SUV cỡ D này. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 20 inch màu xám chỉ có ở Toyota Fortuner Legender kỷ niệm 60. Bên trong xe, Toyota Fortuner Legender kỷ niệm 60 được trang bị nội thất bọc da màu đen phối trắng tương phản. Ngoài ra, nội thất còn được trang trí bằng chỉ khâu màu đỏ và xám. Trên ghế trước cũng xuất hiện logo kỷ niệm 60 như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản đặc biệt. Những trang bị còn lại của phiên bản đặc biệt không khác gì Toyota Fortuner Legender thông thường. Xe cũng có màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, gương chiếu hậu chống chói, ghế chỉnh điện 8 hướng, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống lọc không khí PM 2.5, sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống đèn viền nội thất. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái, và hệ thống kiểm soát hành trình. Trái tim của Toyota Fortuner Legender kỷ niệm 60 là khối động cơ diesel 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.8 L, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Sigma 4. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota Fortuner Legender phiên bản đặc biệt mới là 1,889 triệu baht, khoảng 1,22 tỷ đồng, tương đương bản 2.8 GR Sport 4WD.